Điểm 2 đều. Rồi rồi quánh pha banh không hiểu luôn á. Điểm 4 đều. Điểm 5-4. Trời ơi, quay đang YouTube mà chơi cái chiêu kỳ trời. Điểm 6-5. Chiều đó ta kêu là chiều bừng mâm tế. Ừ ơi bén dữ rồi từ. Anh nào mới bỏ cái banh đó là ta. Có nói bảo xe lam thì còn được chứ bảo giao lam cái gì. Điểm 08. Điểm
dây, banh giật dây. Điểm 2-0. Điểm 1-2. Top. Điểm 3-1. Điểm 4-1. Điểm 4-5. Điểm 5 đều. Pha đó có trên YouTube nha anh Bảo. Tám sáu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vô. Kết thúc. Vô.